Trương Học Hữu, ca thần của Tứ Đại Thiên Vương, thành công nhờ mối tình chung thủy. Trong Tứ Đại Thiên Vương Hồng Kông, Trương Học Hữu được mệnh danh là ca thần vì có tài ca hát nổi trội trong nhóm. Trương Học Hữu là niềm tự hào đối với nền âm nhạc, giải trí Hồng Kông khi sở hữu những ca khúc kinh điển vẫn được mọi thế hệ nghêu ngao hát theo như Một Ngàn Lý Do Đau Lòng, Em Đến Xem Concert Của Tôi, Chờ Em Đến Hòa Cùng Úa Tàn, Chiếc Lá Mùa Đông. Bài hát Nụ Hôn Ly Biệt phát hành năm 1993 của anh từng làm mưa làm gió ở cả châu Âu và châu Á, được nhóm nhạc My Colors to Rock hát lại bản tiếng Anh với tên Take Me to Your Heart. Ca sĩ nhạc trẻ châu Á có album bán chạy nhất toàn cầu. Trương Học Hữu, Jackie Cheung, sinh năm 1961, là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông từ những năm 80. Với vẻ đẹp đặc trưng vốn có của một nam tài tử và một giọng hát quá đỗi xuất sắc, Trương Học Hữu nhanh chóng trở thành thần tượng của những người yêu nhạc. Trong Tứ Đại Thiên Vương, anh được mệnh danh là ca thần vì sở hữu giọng hát đẹp, truyền cảm. Năm 1984, Trương Học Hữu vượt qua 10.000 thí sinh, giành giải nhất trong cuộc thi tiếng hát không chuyên với bài hát Fatherland. Sau đó không lâu, Trương Học Hữu ký hợp đồng với công ty thu âm Polygram Hồng Kông. Album đầu tay của Trương Học Hữu không thành công khi bán được không quá 10.000 đĩa, nhưng công ty Polygram vẫn giữ lại ông để tiếp tục đào tạo. Năm 1991, Trương Học Hữu phát hành ca khúc Loving You A Little More Each Day. Chỉ trong phút chốc, từ chàng ca sĩ vô danh, ông trở thành ngôi sao ca nhạc. Bài hát đứng đầu trong top những bài hát được yêu thích nhất và cũng đứng đầu trong top những bài hát được yêu cầu phát thanh trên radio nhiều nhất. Kể từ đó, Trương Học Hữu cùng với Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thanh, Lê Minh được khán giả đặt biệt hiệu Tứ Đại Thiên Vương, thống trị thị trường giải trí Hồng Kông. Năm 1993, Trương Học Hữu tổ chức 25 buổi biểu diễn có tên Jackie và Bạn Bè, 34 live show của riêng mình Jackie Live Concerts 1993 và gần 100 live show trên 20 quốc gia và thành phố. Năm 1995, Trương Học Hữu trở thành ca sĩ nhạc trẻ châu Á có album bán chạy nhất toàn cầu với lượng album bán được nhiều thứ hai trên thế giới, chỉ sau Michael Jackson. Cũng như các Tứ Đại Thiên Vương khác, anh cũng tham gia vào lĩnh vực phim ảnh với các bộ phim nổi tiếng như Hoàng Phi Hồng năm 1991, Thiền Nữ U Hồn 1991, Hào Môn Dạ Yến 1991. Bất ngờ thay, anh không chỉ có giọng hát, khả năng diễn xuất của anh được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Thành công trong sự nghiệp âm nhạc và điện ảnh đã khiến Trương Học Hữu được coi là một trong những hình tượng của Hồng Kông. Trương Học Hữu đã được tạp chí Time bầu là một trong 25 nhân vật có ảnh hưởng nhất ở Hồng Kông mới năm 1997. Năm 1999, anh đã được bầu chọn là một trong 10 nhân vật trẻ xuất sắc của thế giới theo bầu chọn của Junior Chamber International. Năm 2000, anh đã được phát thanh truyền hình Hồng Kông trao giải Kim Vàng, tương đương với giải thành tựu suốt đời, công nhận đóng góp của anh cho ngành âm nhạc. Trương Học Hữu đã được chọn làm người phát ngôn cho Hồng Kông Disneyland năm 2004. Anh cũng ghi âm bài hát đa ngôn ngữ cho Hồng Kông Disneyland có tên One. Lam Trường, Chạm Trán, Trương Học Hữu. Mãi mãi là CD nhạc hòa lời Việt, trong đó phần Trăng Khuyết chính là ca khúc do ca sĩ Trương Học Hữu thể hiện thành công và ca sĩ Lam Trường đã chú ý đưa bài hát này vào vì anh vốn hâm mộ Trương Học Hữu, một trong bốn Tứ Đại Thiên Vương làm mưa làm gió vào thời điểm bây giờ. Nói về Trương Học Hữu, ca sĩ Lam Trường nhớ lại kỷ niệm của mình. Trong Tứ Đại Thiên Vương, Trương Học Hữu là người ít đẹp trai nhất, nhưng Trương lại thích anh ấy nhất vì anh có giọng ca đẹp nhất. Chính vì thích quá, nên Trương cũng bị ảnh hưởng khá nhiều trong những năm đầu mới vào nghề, từ phong cách cho đến việc lấy hơi, nhà chữ, nên thỉnh thoảng cũng bị chọc là bản sao của Trương Học Hữu. Sau này, khi có chút ít tên tuổi, Trương đã nhận được lời mời chính thức từ Trương Học Hữu sang Hồng Kông tham gia một sự kiện lớn. Tại sự kiện đó, nhiều người thắc mắc không biết Trương là ai. Anh Trương Học Hữu có giới thiệu Trương là ca sĩ tại Việt Nam, mọi người liền yêu cầu Trương hát một bài. Trương còn nhớ lúc đó mình không hề bối rối, mà ngược lại còn yêu cầu Trương Học Hữu lên hát chung với Trương và một số người đang đứng trên sân khấu, cụ thể là Thành Long và Lưu Đức Hoa. Trương thấy âm nhạc thật là kỳ diệu khi mang đến cho mình nhiều điều không ngờ tới. Trương đã được đứng chung sân khấu cùng các thần tượng và những người nổi tiếng nhất vào lúc đó. Cũng hơi tiếc là thời đó chưa có điện thoại quay hình chất lượng cao để giữ lại khoảnh khắc đẹp này. Bà xã đẹp ngang ngửa Trương Mạng Ngọc hy sinh cả sự nghiệp vì chồng con. Năm 1965, La Mỹ Vi là mỹ nhân cùng thời với Vương Tổ Hiền, Cũng Lợi, Trương Mạn Ngọc nhưng lại không có danh tiếng vang dội như họ bởi sự nghiệp của cô chỉ kéo dài 8 năm. Thời còn trẻ, La Mỹ Vi sở hữu một vẻ đẹp kiêu sa quý phái, là người tình trong mộng của không biết bao người đàn ông. Tuy nhiên, cô lại chọn gả cho thiên vương Trương Học Hữu sau bao thăng trầm của cuộc đời. Năm 1996, Trương Học Hữu cầu hôn La Mỹ Vi, khi đó cô chỉ hỏi anh không sợ chúng ta kết hôn rồi thì sẽ mất đi nhiều fan sao? Còn Trương Học Hữu nghe xong thì nói rằng, fan thích anh vì họ thích những bài hát của anh. Anh có một người phụ nữ thật sự yêu anh, đường đường chính chính kết hôn, anh tin rằng fan hâm mộ cũng sẽ vui thay cho anh. Vậy là sau 10 năm yêu nhau,
Trương Học Hữu cùng La Mỹ Vi chính thức trở thành vợ chồng vào năm 1996 bằng một đám cưới bí mật ở London. Họ cũng có hai cô con gái chung tên là Trương Giao Hoa và Trương Giao Huyên. Bên nhau 34 năm, cuộc sống của La Mỹ Vi và Trương Học Hữu vẫn vô cùng hạnh phúc bởi họ biết cách giữ cho gia đình êm ấm bằng việc luôn khoan dung cho những lỗi lầm của nhau. Trong mấy năm đầu kết hôn, La Mỹ Vi mất bệnh sạch sẽ, khiến cô và Trương Học Hữu từng xảy ra tranh cãi lớn đến mức còn nghĩ đến việc ly hôn, nhưng rồi anh đã bỏ qua tất cả. Trong showbiz đây thì Phi, hiếm có cặp vợ chồng nào có thể sống hạnh phúc bên nhau suốt gần 4 thập kỷ như Trương Học Hữu, La Mỹ Vi. Họ từng gặp nhiều khó khăn khi ở bên nhau, như vì sự khoan dung và tôn trọng lẫn nhau mà họ có thể cùng nhau nắm tay đi một quãng đường kéo dài đến 34 năm. Chuyện tình của họ không ồn ào, mang một sự bình dị nhưng hạnh phúc khiến nhiều người cảm thấy ngưỡng mộ và ghen tị. Khắc tinh của tội phạm. Ngoài danh hiệu ca thần được xưng tụng bấy lâu nay, Trương Học Hữu còn được cư dân mạng đại lục ca ngợi như một khắc tinh của tội phạm, vì mỗi lần anh tổ chức đêm nhạc lại có nhiều tội phạm xa lưới pháp luật. Trương Học Hữu tổ chức hai đêm nhạc tại Hải Khẩu, Hải Nam. Cảnh sát địa phương đã huy động lực lượng an ninh lên đến 6.600 người để kiểm soát gắt gao toàn bộ khu vực biểu diễn để đảm bảo an ninh, trật tự, không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra trong bối cảnh có đến 86.000 khán giả. Trong hơn 2 ngày, cảnh sát đã bắt giữ 31 nghi phạm, bao gồm 20 phe vé, 4 kẻ bán hộ chiếu giả và 7 tên trộm, đồng thời tịch thu nhiều hộ chiếu giả, vé giả, đĩa CD lậu và các tang vật khác. Tuy nhiên, cảnh sát cũng để xảy ra sai sót nhỏ trong đợt truy bắt tội phạm. Theo đó, một fan nam đã bị cảnh sát cưỡng chế sau khi trở lại khu vực biểu diễn từ nhà vệ sinh. Thực tế, người này không phải tội phạm mà chỉ do hiểu nhầm. Không may, cảnh người này bị cảnh sát áp giải bị chụp lại, đăng lên mạng xã hội, khiến fan nam gặp không ít rắc rối về sau. Đây không phải lần đầu cảnh sát đạt được thành tích truy quét tội phạm trong các show diễn của nam danh ca. Đêm diễn trước, ba nghi phạm đã bị bắt tại đêm nhạc ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Trước đó khoảng hơn một tuần, chín kẻ khác cũng lọt lưới ở Hợp Phì, tỉnh An Huy. Nhưng buổi biểu diễn trước đó của Trương Học Hữu trên khắp Trung Quốc, đại lục như Nam Xương, Chương Châu, Gia Hưng, Kim Hoa hay Nội Mông đều không ngoại lệ. Ước tính trong năm 2018, các đêm nhạc của Trương Học Hữu đã giúp lực lượng cảnh sát địa phương gia tăng thành tích với khoảng 90 đối tượng đã bị bắt. Thậm chí, báo chí Hồng Kông còn đề nghị cảnh sát nên cân nhắc trao cho nam ca sĩ danh hiệu công dân tốt cho những đóng góp của anh trong công cuộc phòng chống tội phạm. Một người cha dở tệ. Theo chia sẻ của ca thân, điều làm anh phiền lòng nhất lúc này chính là bản thân đã chiều hư con gái của mình. Trong một cuộc phỏng vấn, Trương Học Hữu thừa nhận, chúng thậm chí không biết bật máy giặt. Chúng vứt quần áo khắp nơi và tôi đành phải thu dọn. Tất cả là lỗi của tôi là một người cha dở tệ. Anh có hai cô con gái, Trương Giao Hoa và Trương Giao Huyên. Ở nhà, nam ca sĩ đều không bắt ép con mình làm bất cứ việc gì. Trước đây, Trương Học Hữu còn muốn cho con gái lớn Trương Giao Hoa du học ở Anh. Tuy nhiên, chính vì cô công chúa ở nhà đã quen được nuôi chiều, nên khi ra ngoài tự lập, cô không biết cách chăm sóc bản thân và làm những việc nhà đơn giản. Chính bởi vậy mà kế hoạch du học đã bị thất bại. Vụ việc cô con gái 17 tuổi Trương Giao Hoa đăng ảnh khoe bạn trai trên mạng xã hội khiến người cha Trương Học Hữu vô cùng đau đầu. Thiên Vương tỏ ra khá lo lắng về việc con gái có bạn trai. Tôi không phản đối nhưng cũng không vui. Tôi là đàn ông, biết suy nghĩ của đàn ông. Hy vọng cô bé biết cách bảo vệ bản thân, biết cách đứng dậy nếu vấp ngã. Con yêu đương nên để khoảng 20 tuổi.